Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Và hôm nay thì em Tuấn xin phép được gặp lại quý vị các bạn trong một buổi tối ngày thứ hai, một ngày đầu tuần làm việc. Và ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài cũng quá là quen thuộc với kênh điện tử Tuấn Thắm Video và cũng rất quen thuộc với nhiều bác rồi đúng không ạ? Đây là chiếc đài Sony CFS715S. Chiếc đài Sony 715, Sony 710 hay là những chiếc đài Sony 3 cây gậy 1110S được gọi là những huyền thoại đài cassette Sony những năm thập niên 1990 các bác nhá. Đấy, thời đó là những cái chiếc đài này nó là gọi là đẳng cấp nhất ở cái thời kỳ đó, những chiếc đài cassette Sony. Và ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc đài Sony 715 này. Đây là một chiếc đài còn khá là đẹp, hoạt động tốt các chức năng. Băng cassette chạy cửa A, cửa B. Cửa B có chế độ auto revert và radio FM AM cũng như là cổng line-in. Đặc biệt là chúng ta sẽ khai thác qua cổng line-in này thì cho rất nhiều các bài hát mà chúng ta mong muốn nghe, đúng không? Đó là rất là dễ sử dụng. Và đặc điểm của chiếc đài Sony 715 này là thiết kế đẹp và thứ hai là có sở hữu một cặp loa toàn giải phễu các bác nhé, nên là cho chất âm rất là mượt mà, êm ái, nhẹ nhàng, nghe rất là êm tai. Nó không đanh tiếng, không quá xô bồ các bạn, nghe nó rất là êm. Và sau đây thì em Tuấn sẽ quay giới thiệu đến quý vị các bạn về phần thân vỏ cũng như là hoạt động của chiếc máy này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần thân nhựa. Phần thân nhựa thì theo em đánh giá tổng quan thì cũng khá là đều máy các bạn. Tất cả các phần sơn nhựa còn nguyên bản hết các bạn nhá. Đây này, chưa có sơn lại một tí nào cả. Đây là cái màu nguyên bản của chiếc đài. Đó, anten quai sách zin các bạn nhá. Đấy, anten zin này, quai sách zin. Đó, đây là phần nóc loa bên trái. Đây là nóc cục giữa, nóc loa bên phải. Ở bên mép loa bên tay trái một xíu thì ở đây nó có một cái nứt nhỏ, nứt này là nứt viền các bác nhá. Ở cái viền loa này này, hai cái phần nó ốp vào nhau. Cái viền này là viền nứt tự nhiên các bác nhá. Đó. Có như thế nào thì em sẽ báo luôn ở cái phần video test máy này, các bác xem video thì các bác chú ý. Đây là phần chữ phía dưới của loa thông hơi này. Loa bên trái nhá, rất đẹp ạ. Cẳng sắt này, rất đẹp đúng không ạ? Đây là mặt đằng trước à, cục giữa các bác nhá. Chúng ta sẽ có được tất cả các chi tiết núm, nút đều còn nguyên bản hết. Chúng ta sẽ có núm volume bên trái, núm tuning bên phải. Bốn cái nút tròn này thì đầu tiên nó sẽ là ba lăng cân loa và ba cái hiệu ứng bass trung tép. Đấy là equalizer. Và chúng ta sẽ có một cái cần gạt chức năng chính. Cái cần gạt này chúng ta quan tâm tới này. Chúng ta nghe ở chế độ nào thì chúng ta gạt ở đó nhá. Băng cassette này, radio và line in. Bên này là bốn băng tần của radio. Đấy, tuning dò sóng đây. Và đây là cửa A, cửa B. Đó, đây là tổ hợp phím này. Stop này, play này. Đấy, stop này, play này. Nút vớt thì nằm ở đây các bác nhá. Còn đây là chế độ vớt. Đấy, vớt một bài hoặc là vớt lặp lại này. Đây là loa bên phải ạ. Đó. Nói chung là cây này em thấy cái mặt nó rất là đẹp ạ. Chúng ta để ý cái chữ megabat ở bên loa bên trái này, cũng như là chữ megabat ở cửa băng này, và cái chữ megabat ở trên loa bên phải này nó rất là vàng, rất đẹp đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn từ xa thấy hai cái chân chân đài này được mạ chrome rất đẹp, và các phần phím này đấy, của đài vẫn đang còn rất là phẳng, đấy, rất đẹp đó. Có duy nhất một cái lỗi nhỏ ở đây đấy, một xíu, cái này nó gọi là theo năm tháng nhé, chứ không phải là lỗi lầm gì cả. Đấy, đại khái là như thế, nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng đài. Đây là phần phía sau của chiếc đài. Chúng ta sẽ có là dây loa này, dây loa zin nhá. Một đỏ một đen này, dòng 715. Cầu đấu dây loa, rắc la in, nắp pin zin này. Anten zin này. Đấy, dây loa bên trái này. Ở chỗ này này. Đấy. Chỗ này nó bị dạn một xíu các bác nhá. Dạn là do cái người ta sử dụng ngày xưa. Thường thường là những chiếc đài nó hay bị dạn ở cái khu vực này. Đấy, em Tuấn đã xử lý lại rồi. Đấy, có như thế nào thì em Tuấn sẽ báo luôn nhé. Chỗ này em Tuấn đã xử lý lại rồi, hàn lại rất là đẹp rồi nhé. Cũng không có vấn đề gì cả. Đây, về tổng quan nhìn từ xa này, màu sắc này là màu sắc nhựa zin hết nhé, chưa có sơn lại, nguyên bản hết. Cái màu của dòng đài Sony 715 thì nó dạng như, nó không phải là màu đen tuyền mà nó dạng như đen xanh các bác nhé, dạng gần như là xanh rêu á, kiểu như vậy. Đây các bác nhìn từ xa các bác sẽ nhìn thấy đó. Sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng em Tuấn thưởng thức này, chất âm của dòng đài này. Đường xưa lối cũ có anh
mãi mơ màng. Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ, có mẹ tôi đứng run trong hồn hoàng. Tiếng rất là êm mà các bạn, rất là nhẹ nhàng nhá. Lòng ra thương nhớ, nhớ đến tôi lòng thòm đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ chế độ auto revert hoạt động tốt các bác nhá. Tiếng rất là hay. Tiếp theo là phần radio. Ở Trung Quốc, chuyên gia cho biết biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc giúp Việt Nam sử dụng xe tải hoặc tàu hỏa vận chuyển sầu riêng đã. Mình sẽ lên thành phố Trung ương, thị xã Từ Sơn lên thành phố, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong lên thị xã, thì nhiều quỹ đất tại Bắc Ninh đã được giao đấu giá nhanh chóng chỉ trong. Tụt ra tầng a tầng, lưu qua là hỏi hỏi, khai phán. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần line-in. Thì chúng ta sẽ gạt lên trên cùng. Ở đây em Tuấn đang kết nối với một cái điện thoại rồi. Nếu em biết được rằng anh nhớ thầm, viết gửi về em vài câu ngỏ ý. Mỗi lần nàng thoáng qua hiên đây, thấy lòng sao ngất ngây thêm say, mơ từng ánh mắt làn môi. Biết em vẫn thường về qua mỗi chiều, ngó lên trộm yêu thầm trong vánh tim. Mong nàng mất nơi xa kia, vẫn còn muốn ngó trông theo, ngó theo thấy lòng càng tư tư. Em Tuấn vừa sử dụng cái nút chế độ ba lăng cân loa, cũng như là ba cái nút về equalizer nhá. Tất cả hiệu ứng đều đang hoạt động tốt ạ. Tiếng rất là hay. Nhưng ta chưa một lần quen, nên anh ngại trao tim. Lòng anh nhớ xây trắng mực xanh là. Ok, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Sony CFS715S ở đây. Đây là một chiếc đài cũng còn khá đẹp, từ phần thân vỏ cho đến phần hoạt động. Đài cho chất âm cũng rất là hay, rất là mềm mại. Đặc biệt là khi chúng ta kết nối với một cái thiết bị phát nhạc bên ngoài thì chất âm nó đưa ra rất là mượt. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 2.500.000 đồng, bao ship toàn quốc các bác nhé. Và giá trên thì đã bao gồm một dây nguồn, một dây cắm điện thoại, hai cuốn băng đi kèm đài các bác nhé. Và tất nhiên phí ship là em đã bao ship các bác rồi. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444. Các bác có nhu cầu mua đài hoặc giao lưu về bất kỳ một sản phẩm về đài radio cassette cũng như là TV đen trắng thì hãy gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.